Hay chào các bạn trở lại với kênh Cuộc Sống Trên Biển nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn mình đi câu ngâm thì mình cần những cái gì. Thì mình đang làm clip này thì mình nói về hướng dẫn cho những cái bạn mới, những bạn mới nha, những bạn mới hay là những cái bạn nào mà đi câu mà gần với cái nhà mình, gần với cái điểm câu. Còn những cái bạn nào mà như xa quá như mình ở Cần Giờ đi, mà mấy cái bạn nào mà từ trên phố mà bắt đầu chạy xuống với mình ở Mũi Đầm Chanh đầu câu á, thì nhà xa thì người cái đó người ta đem theo đồ nhiều đúng không? Cái đó người ta đem phải đem theo đồ nhiều để người ta dự trữ, nhiều lúc trời mưa giờ nhiều lúc đói bụng người ta có đồ, người ta nấu nướng người ta ăn rồi này kia, cái đó mình không có đó được. Còn mình ở gần nhà thì mình chuẩn bị những cái mà gọn nhẹ nhất. Như mình đi câu với ông anh, mấy ông anh của mình, ông nào cũng mới đem theo vợt, đem theo vợt các bạn, đem theo vợt rồi đem theo, nói chung là tùm lum cái á. Mình đi câu là mình chỉ có cái bịch rồi cái hũ, trong cái hũ nó có những cái cần thiết rồi vậy xong. Thì cần á, thì mình quay clip cho các bạn xem á, thì mình vừa lấy cái cần này mình để làm tượng trưng thôi đúng không? Thì các bạn đem theo 3 cần, 4 cần, 5 cần, 6 cần, 7 cần gì đó tùy các bạn đó. Mình tháo ra mình bỏ vô cái bao rồi mình kia mình chở đi thôi, nó gọn không. Mình đi câu là 4 cây, riêng mình á, mình đi câu là 4 cây. Mình câu gần nhà mình á, mình câu biển mà gần bờ á, thì mà đứng trong bờ mình quăng da đó, thì mình đem theo 4 cây, 4 cây, nhưng mà cái bịch đồ của mình chuẩn bị nó rất là gọn. Thì cần thì mình để đây đi, cần thì mình để đây đi. Thì trước tiên á, thì mình đem theo một cuộn dây, dây này là dây tóm lửa nha các bạn, dây này là dây 0.55 hiệu này nè, là mình dùng để đi tấm lưỡi thôi, mình chỉ xài tấm lưỡi như vậy này thôi, giật đứt bỏ. Hộp này là hộp khóa, cái hộp này hộp lưỡi nè. Cái hộp này không á, là mình nhiều loại lưỡi nha các bạn, mình nhiều loại để câu nhiều loại cá khác nhau. Ví dụ mà cá ngát á thì mình xài lưỡi này, lưỡi này mình câu cá cháp các bạn, lưỡi này mình câu cá cháp. Còn lưỡi này mình câu cá ngát, cá cháp, cá đù, quên, cá cháp, cá đù, cá đuối rồi này kia mình câu bằng lưỡi này đúng không. Còn như cá ngát, cá mổ ếch, đồ cá trình đồ á, thì mình sẽ câu bằng lưỡi này. Lưỡi mình một hộp này của mình tới mấy trăm lưỡi lận đó. Mình nói sơ sơ thôi tại vì nó dài dòng quá các bạn câu thì nó cũng chán đó. Một hộp này là hộp khóa thì mình lúc nào cũng có khóa, một hộp khóa nè đó. Khóa của mình tới cả trăm cái lận, là mình đem theo trên 50, còn 50 để nhà đó. Vậy tiếp theo các bạn phải có cây này. Cây này là cây mình dùng, cây này mình làm là mình để dừa bẻ gai nha các bạn, nhớ là dừa bẻ gai, gai như gãy cá dồ, gãy cá ngát đồ mình bẻ đó. Còn công dụng thứ hai của nó là dùng để gỡ lưỡi. Thì gỡ lưỡi, cái cây gỡ lưỡi đó, các bạn nó đơn giản lắm, các bạn chỉ cần đưa vô cái miệng con cá sợi dây này nè, sợi dây từ cái dây lưỡi đó, các bạn đưa sát xuống rồi các bạn để căng ra hai đầu, căng ra con cá nằm giữa này cũng như là miệng lưỡi, cái lưỡi đi, thì các bạn nắm sợi dây vậy đó, nắm sợi dây rồi các bạn vũ ra là vũ sấy sấy vũ sấy 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 cá vòng vòng đó, là nó tủng súc lưỡi à đó, nó cây gọi lưỡi.
Phao đèn là lúc nào các bạn cũng phải có nha. Tại vì mình đi câu ban ngày ban đêm thì tùy lúc đâu có biết được. Phao đèn. Phao đèn thì thun rồi này kia là các bạn phải có mấy cái đó. Rồi cây này là cây sáo trồng. Cây sáo trồng lúc nào các bạn cũng phải có một cây sáo trồng. Nhiều lúc mình đi câu có trùng này trùng kia hay là con này con kia mình sỏi như vậy mình móc vô lưỡi nó lẹ, móc vô lưỡi nó nhanh. Nhiều lúc móc vô trùng huyết đồ đó, trùng huyết trùng biển đồ đó, thì các bạn cũng biết rồi, trùng huyết trùng biển phải có kiểu trùng sỏi thì nó mới đi được nguyên mồi nó bự. Rồi chạy sức phèo thì lúc nào các bạn cũng phải có một cây sức phèo như vậy, tại vì mình đi câu quá nhiều lúc mũi rồi này kia không biết chứ được, thì lúc mũi rồi con này con kia bù mắt rồi này kia mình có sức phèo mình trước cũng đỡ. Rồi cái này là thẻo, thẻo lưỡi mình có tóm sẵn hết rồi, mình tóm sẵn lưỡi lưỡi hai lưỡi, rồi bên đây là một lưỡi, cái hai lưỡi cái một lưỡi đó. Mình thẻo từ thì thẻo thì mình có hướng dẫn cho các bạn ở mấy cái clip trước á, thì cái thẻo này là mình tự tóm ở nhà luôn, mình mua dây là 0.80 hay 70 gì, 80 hay gì đó các bạn, hay 70 gì mình không nhớ, thì mình tóm sẵn ở nhà vậy đó. Đó, giờ cái mình ra ngoài mình câu thôi, mình ra ngoài ví dụ có đứt chì này kia mình có thẻo sẵn rồi mình móc vô mình câu thôi. Rồi cái quan trọng tiếp theo là cái chì, chì để mình lấy chì vô cho các bạn xem. Thì chì là mình xài gì? Mình mới đổ nè các bạn. Chì này là mình mới đổ nè, cục này hình như là 2 dao, 2 dao là 200 gram. Cục này là 200 nè. Hồi lúc trước á, mình có làm một cục rồi cũng là tam giác nhưng mà nó nhỏ đúng không, nó ngắn tới đây nhưng mà nó bự thì các bạn kéo nó rất là kẽn nướng, nó rất là nặng đó. Tuy là nó nhẹ hơn mấy cục khác á, nhưng mà mình vẫn thấy còn nặng. Nhưng mà đợt này mình đổ á, là mình đổ cho nó dài, thì cục dài á, thì nó không có kẽn nướng. Cục dài á, các bạn kéo á, là đi tù tù, nói chung là nó yên lắm, nó nhẹ lắm. Thì mình quăng á, thì mình thấy nó hơi nặng á nha, tại vì tới 200 lần mà quăng thì nó hơi nặng á. Nhưng mà cái lúc mà các bạn kéo vô cái máy 4.000, mình xài xài máy 4.000 hầu như là mình đều xài máy 4.000 hết. Mình đi công âm á, mình có 4 máy là 4.000 hết, là mình xài bằng cục chì này. Mình kéo cục chì này rất là nhẹ, cực kỳ nhẹ luôn, phải nói là cực kỳ nhẹ luôn, không có kẽn nước không có gì, kéo ngược nước nước nó đang chảy vậy đó, mình kéo ngược nước luôn cũng nhẹ, nó nhẹ lại nhẹ nè, mà nó xuống nước nó lại nó dài vậy nha, nó xuống nước nó lại ít lăn nữa, nó không có lăn, có lăn nhưng mà ít lăn, lăn ít, lăn tới một mức độ nào đó rồi tự động nó ngưng rồi, nó lùi xuống cát hết rồi bắt đầu nó ngưng thôi đó. Mình khỏi xài chì neo đi cho nó mệt, xài chì này nè. Cái chì là cái quan trọng nhất. Thì mình ở đây chỗ có các bạn câu như thế nào thì mình không biết đúng không, thì riêng mình ở đây mình câu mình xài chì tam giác riêng mình đó nha, còn mấy người khác người ta câu sắt câu này câu kia câu chì mua này kia tùm lum á, thì mình tự nhà tự đổ luôn, mình chì mình lụm ở ngoài mũi đồng chanh á, xong mình về mình đổ đó. Còn nó được các bạn câu những cái bãi đá nha, khi mà cục chì nó dớt xuống á, nó sẽ nằm về nè, à, nằm về nè các bạn, à, nằm đứng lên về nè đó. Mà khi mà nó nằm đứng lên như vậy á, mà nó có vướng vô nó lọt vô cái khe đá á, là cục chì nó cũng nằm đó luôn, nó vẫn đứng vậy luôn. Các bạn có nhiều bạn đi câu ngâm á, câu biển gần bờ á
hay có cái tật như vậy nè, khi mà cục diện nó dớt xuống như vậy, các bạn không có cần như vậy đâu, các bạn phải kéo một hồi, kéo một tí giờ bắt đầu mới ngưng, kéo một tí cảm giác nó hơi nặng nặng giờ các bạn mới chịu ngưng. Kéo gì chi vậy? Đúng không? Kéo gì chi? Khi mà nó dớt xuống rồi các bạn là cái tác động của gió, cái tác động của gió nó làm cho sợi dây nó bị dùng lại, thì mình kéo cái đoạn dùng đó căng với cục chì ở dưới đây, mình đừng có kéo cục chì nữa, mình để cục chì nguyên vậy đi, mình đừng có đụng chạm gì tới cục chì hết á. Rồi nó căng ra rồi, rồi thôi mình để đi, chừng nào cá ăn rồi mình giao vậy. Cái đó là cái mà gọi là ít dướng nhất. Mình đi câu đó giờ nha, mình đi câu là hầu như là phải gọi là lâu lắm đó, mình mới bị đứt một cục chì. Mà nhiều bạn xuống dưới mũi đồng chanh nha, chỗ mình á, câu nói á, xuống dưới đây lúc nào cũng cúng đâu mười mấy hai chục cục chì, nó là do của các bạn câu thôi. Còn mình câu ở đây á, bởi vì mình đi lụm, chưa bao giờ mình lụm được chì của mình, mình toàn lụm chì của người ta không. Đó là cái cách câu, cái cách mà câu ra mình kéo á. Tại vì khi mà các bạn lâu lên á, các bạn vớt cục chì xuống rồi, nó đã ghim xuống đất rồi, là nó nằm nó chết ở đó luôn rồi. Mà mình đi lôi nhỏ lên, mà cái dòng nước nó đang chảy nữa, ở trên mặt á, các bạn thấy nó chảy rất là ít, nhưng mà ở dưới nước á, nó chảy rất là mạnh, nó cuốn cục chì đi. Thì nó cuốn đi thì nó móc vô, nó kẹt vô đá, hay là nó kẹt vô chỗ này chỗ kia, rồi lưỡi móc vô đá tùm lum á, rồi bị dướng. Đúng không? Còn mình vừa dớt xuống rồi mình để căng dây ra, chỉ cần vừa dớt xuống rồi để dùng dây rồi thôi, mình để kéo cho nó căng rồi để im, không có đụng chặt gì tới cục chị. Cục chị nằm đâu cho nó nằm đó, đó là vậy thôi, là không có bị dướng. Chứ câu đó giờ mình câu không có dướng, mà các bạn xuống đây các bạn câu, các bạn cứ than là lúc nào cũng bị dướng, mất mấy chục cục chì, mấy chục cục, mình bỏ tài rồi. Cái sao vậy thôi. Cái nè các bạn ơi, mình đang xài cái hũ này nè, đó, mình đang xài cái hũ này nè, đó, ở trong đây nó còn mấy cục chì nè, thì vậy thôi chứ gì đâu. À, quên với cái tàu đựng cá nữa, với cái vỏ, với cái tàu, mình kêu cái tàu, cũng bạn kêu, mấy bạn kêu cái vỏ, cái này cái kia mình không biết. Mình xài cái tội nó chỉ có vậy thôi đó các bạn. Rồi vậy thôi, đồ của mình đơn giản lắm. Mình bây giờ mình xách đi, mình xách gọn lắm. Mình thấy mình xách nó nhẹ con à. Còn nhiều người đi lấy xách thì nó xách còn đi còn 2-3 chuyến mới xách hết. Còn mình xách 1 chuyến 1, từ nhà đi ra xách 1 chuyến 1, không có lấy thêm cái gì. Rồi vậy là đủ cậu rồi. Với chai nước, bỏ chai nước vô uống rồi thôi. Vậy thôi ha, mình kết thúc video luôn nha các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh mình nha. Đó, đây là những cái món đồ mà mình hướng dẫn tới cho các bạn. Thì các bạn thấy hay thì các bạn đăng ký ủng hộ kênh mình giùm. Còn này thôi. Rồi, cảm ơn các bạn. Bye bye các bạn. Hẹn các bạn vào clip sau.